Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại quay lại cùng với nhau với một cái chủ đề khá là nhiều bạn quan tâm. Đó là chủ đề về những câu chào thường dùng trong khi mà chúng ta giao tiếp bằng tiếng Trung. Có một cái câu đầu tiên các bạn đều biết đúng không? Đó chính là từ ní hảo. Ní hảo. Có bạn như bảo thế em đọc là ní hảo được không? Được, ok, không sao. Đấy là âm của Đài Loan và Hồng Kông. Còn nếu mà bạn muốn phát âm chuẩn của Bắc Kinh thì bạn có thể sử dụng cái từ là hảo, hảo. Thế mọi người bảo thế cụ thể thì nó là thế nào? Nó là cách đọc nó làm sao? Thì bạn làm cho cái miệng của mình nó giống như là một cái hang động. Nó có tiếng âm vang một chút. Ngày xưa mình cũng không đọc được đâu. Mình cảm thấy rất là khó. Bởi vì mình từ Đài Loan về mình thường xuyên đọc là ní hảo cho nó nhanh. Nhưng về sau thì mình cũng phải cố để tập theo cái âm này. Thì cách là thứ nhất bạn sẽ há cái miệng của mình rộng ra một chút. Khó, khó, đúng không? Khi mà ta có một cái vòm rồi, có một cái hang động rồi, bắt đầu ta đẩy hơi ra. Thì nó lý thuyết của cậu này nó nằm giữa chữ khờ và chữ hờ. Thì cái cách đọc của chúng ta là khó, 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 khó. Cái này người ta gọi là âm gì ạ? Ông gốc lưỡi. Ta tưởng tượng đây, đầu lưỡi, mặt lưỡi và gốc lưỡi. Bạn tì gốc lưỡi xuống nhé. Khó, 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 khó. Đó. Nhưng mà hơi ở bụng thì không bật ra nhé. Cố gắng nhẹ nhàng. Vậy xin chào một cách thoải mái, gặp khá nhiều đối tượng. Lần đầu chúng ta có thể nói là ní hảo. Ví dụ lần đầu tiên ta gặp một cái ông đến làm việc với công ty mình đúng không? Thì mình mới biết họ của ông ta là họ Trương đi chẳng hạn đúng không? Thì mình sẽ là Trang Sen Sơn ní hảo hoặc là Trang Sen Sơn ní hảo. Thế mọi người bảo ní hảo thì nó khác gì ní hảo? Nín thì là dành cho người tuổi to hơn, chức vụ to hơn mình, hoặc là mình có ý tôn trọng thì bạn sẽ dùng từ nín. Nín bạn có thể nói là nín hảo, nín hảo, đúng không? Rồi, hoặc là ní hảo, ok, không sao cả. Bây giờ nếu mà chào cô Nguyễn thì nói thế nào đúng không? Gặp cô ta mình nói là Roan xéo chìa ní hảo, Roan xéo chìa ní hảo, Roan xéo chìa ní hảo, hoặc là ní hảo là Roan xéo chìa cũng được, nhưng mà thường người ta nói là Roan xéo chìa ní hảo. Đó, thì đấy là ta gặp trong trường hợp xã giao, những cái người mà lần đầu tiên mà chúng ta gặp đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đi tiếp. Thì ta sẽ chào trong các cái thời gian trong ngày như thế nào đúng không? Thì ví dụ như vào buổi sáng các bạn sẽ đến công ty thì bạn có thể chào mọi người ở công ty hoặc ở trường học của chúng ta là gì? Ní chào, ní chào, ní chào. Ní là bạn, chào là sáng sớm. Tại sao là ní chào mà là không phải ní chào? Bởi vì khi hai chữ V đi với nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc và gọi đọc là ní chào chứ không phải là ní chào. Chữ Z thì như kiểu chơi nhẹ. Chào, 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 chào. Tức là cái đầu lưỡi bạn sẽ đặt vào mặt đây. Đây là đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi đúng không? Đầu lưỡi đặt vào mặt sau ra trên nhưng mà không bật hơi nhé. Chào, 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 đúng không? Bạn có từ ní chào, ní chào. Tức là gì? Chào buổi sáng. Thường là vào buổi sáng thì mình còn có cách chào khác, đó là chào sang hảo, chào sang hảo. Tức là gì? Chào buổi sáng đấy, đúng không? Hảo có nghĩa là tốt lành đúng không? Chào sang hảo. Hoặc các bạn có thể sử dụng một cách khác, đó là gì? Chào an, chào an, chào an, chào an, đúng không? Chào an cũng là một buổi sáng an lành. An tức là yên bình đấy. Còn thông thường khi mà tôi gặp anh em trên công ty của tôi chỉ nói tắt thôi. Bằng vai phải lớn với mình thì mình chỉ chào, chào. Thế là rất nhanh, đúng không? Đúng không? Mà vẫn giải quyết được cái vấn đề là lịch sự với nhau thôi. Chào, chào. Nhưng mà các bạn phải chú ý với cái từ chào này. Đó là tùy từng đối tượng mà chúng ta nói đến. Với những cái người là bạn bè của mình, ngang cấp với mình thì ok. Nhưng mà nếu mà gặp ông chủ mà bạn lại nói là chào không thì như thế là rất bất lịch sự và sẽ bị ông chủ đuổi việc mất đúng không? Với ông chủ thì chúng ta chào thế nào? Lão bán hảo, lão bán hảo. Trong đó lão bạn là ông chủ, hảo là tốt đấy đúng không? Lão bán hảo, cháu chủ. Thế bây giờ ông ấy không phải là ông chủ mà ông ấy chỉ là tổng giám đốc đi thuê về thôi, trong công ty thôi, thì mình chào thế nào? Ví dụ như ông ấy họ Trương đi thì bạn sẽ là Trang Trúng hảo. Trang Trúng hảo. Trang là họ Trương đúng không ạ? Trúng là tổng, Trúng chính lý đấy, tổng giám đốc. Hảo Đọc lại nhé. Trang trúng khảo, trang trúng khảo, trang trúng khảo, trang trúng khảo. Chào tổng giám đốc họ Trương. Ví dụ như ông ấy là giám đốc thôi, đúng không? Ví dụ có thể là trang sinh lý khảo, trang sinh lý khảo. Tức là ông gì nhỉ? Ông giám đốc Trương. Trang sinh lý là ông giám đốc Trương, lý khảo chào ông. Trang sinh lý lý khảo cũng được. Hoặc là ông ấy là phu chủng, tức là phó tổng. Đoàn phu chủng nín khảo chào phó tổng Nguyễn. Đoàn phu chủng nín khảo. Còn có rất nhiều cách xưng hô khác, đúng không ạ? Nhưng mà thử đặt ra một trường hợp ví dụ như đấy không phải là ông giám đốc mà lại là ông thầy giáo của mình, đúng không? Thì mình chào như thế nào? Phan lão sư nín khảo, chào thầy Phạm. Phan lão sư nín khảo, Phan lão sư nín khảo. Thế bây giờ chúng ta không còn là buổi sáng nữa, chúng ta chuyển sang buổi trưa. Buổi trưa, buổi chiều, đúng không? Mà buổi trưa, buổi chiều thì thường buổi chiều người ta tính từ 12 giờ cho đến 6 giờ tối. Thì bạn có thể dùng từ buổi trưa đến buổi trước 6 giờ tối, bạn có thể dùng là gì nhỉ? Xia hú khảo, chào buổi chiều, đúng không? Xia hú là buổi chiều, khảo là xin chào đấy, đúng không? Chúng ta nói là xia hú khảo, chào buổi chiều nhá. Thế buổi tối, sau 6 giờ tối thì mình chào kiểu gì đấy? Wǎn shàng hǎo, wǎn shàng hǎo, wǎn shàng hǎo. Thế thì trước lúc mà mình đi ngủ thì mình lại sẽ có một câu chào khác, đúng không? Mình sử dụng wǎn an, bà pê, wǎn an, bà pê, wǎn an. Ngủ ngon nhá, người yêu, cục cưng của anh, tập tưng của anh, đúng không? Mình vừa mới lừa được một em, đúng không? Thì mình sẽ nói là bà pê, wǎn an. Mình sẽ viết phát tỏa xin kể tha, tức là gửi email, gọi là short message, tin nhắn cho cô ta, đúng không? Cũng có thể bảo tây hoàn an, tục tân của anh ngủ ngon nha, ok. Hoặc là chín hai đờ hoàn an, ngủ ngon nhá người thân yêu của anh, ví dụ thế. Xấu dai, nếu mà trường hợp các bạn làm xấu dai như mình thì phải có khẩu trái, những cái yêu nhiều khẩu trái, bạn phải có cái tài ăn nói để chúng ta sẽ bù lại. Các bạn đẹp trai thì tự nhiên gái họ thích rồi, đúng không? Phụ nữ họ thích rồi. Thì còn lại những em xấu dai, hói, lùn, hôi nách như chúng ta thì phải sử dụng khẩu trái, đúng không? Phải có tài ăn nói. Thì ví dụ chúc ngủ ngon thì bạn vừa có các câu gì nhỉ? Bạn có thể sử dụng là bảo bếp, quản an, ngủ ngon nha, người thân yêu của anh. Hoặc là chi nai đờ, quản an. Chúng ta còn phải chào nhau lúc mà chúng ta chia tay, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng gì? Một cái từ rất quen thuộc, tất cả mọi người đều biết, đó là gì ạ? Zai jian, zai jian, tức là gì? Tạm biệt. Lão sư zai jian, tạm biệt thầy giáo. Đoàn phu chủng zai jian, cháu phó tổng Nguyễn, đúng không? Đoàn chính lý zai jian, đoàn chính lý là giám đốc Nguyễn, zai jian, tạm biệt ông, đúng không? Hoặc là Châu Khơ Trạng, zai jian, họ Châu đấy, đúng không? Khơ Trạng là ông trưởng phòng. Châu Khơ Trạng zai jian, chào ông Châu, ông trưởng phòng Châu. Hoặc là Trần Trắng Trạng zai jian, Trần Trắng Trạng zai jian, chào ông xưởng trưởng Trần chẳng hạn, đúng không? Bây giờ thế thì còn một cái nữa, người ta thỉnh thoảng mình xem trên tivi lại thấy có một từ nữa là gì? Zai khuê. Zai khuê cũng có nghĩa là tạm biệt nhé. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta còn muốn gặp người ta vào ngày mai chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói thế nào? Mính thiên diện, Trần Trinh Lý, mính thiên diện. Trần Trinh Lý là ông Trần, đúng không? Mính thiên diện, ngày mai gặp lại nha. Hoặc là Trần Xéo Chỉa, mính thiên diện. Trần Xéo Chỉa, cô Trần, mính thiên diện, ngày mai gặp lại nha. Thì ngày kia mình mới muốn gặp lại cơ. Thì là thế nào? Khâu thiên diện, khâu thiên diện. Khâu thiên là ngày kia, diện là gặp gỡ. Khâu thiên diện, ngày kia gặp lại nhá. Ví dụ như cô ấy họ Trần đi, đúng không? Ngày kia chúng ta sẽ là gặp lại nhau cô Trần nhá. Trần sẽ chỉ khâu thiên diện. Thế bây giờ ta có một cái từ nữa là ví dụ tuần sau ta mới muốn gặp người ta là, thì mình nói là xia châu diện. Xia châu là tuần sau, diện. Hoặc là tháng sau là sẽ có một cuộc họp và mọi người sẽ được gặp lại nhau, thì mình nói nào nhỉ? Xia cơ duyệt của mình chien miên bằng. Xia cơ duyệt, tháng sau của mình chien miên bằng. Khó bơ hò, có được hay không? Ví dụ thế, đúng không? Xia cơ duyệt, tháng sau của mình, chúng mình chen nhen lại gặp nhau nữa nhé. Bây giờ chúng ta còn một cái cụm nữa thỉnh thoảng người ta hay nói, khuấy thấu che tức là gì ạ? Lát gặp nha, khuấy thấu che, khuấy thấu là quay đầu, che là gặp gỡ, tức là một thời gian ngắn thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau, thì chúng ta dùng gì ạ? Khuấy thấu che, khuấy thấu che, hoặc là ít khuẩy che, người ta hay nói ít khuẩy che cũng là gì ạ? Một lát nữa, tiếng Anh gọi là see you later, đúng không? Trong tiếng Trung mình đã gọi là ít khuẩy che là lát nữa gặp lại sau nha. Thực ra thì các cái chào hỏi thì nó cũng nhiều lắm, phức tạp lắm, nhưng mà các bạn cứ có được những cái cơ bản ban đầu như thế đã, sau đó chúng ta sẽ đặt nền móng từ từ lên. Còn các bạn nào mà muốn là mình sẽ đi theo cái đường này, học tiếng Trung một cách bài bản và chuyên nghiệp, thì cố gắng là tìm mua cái chương trình học tiếng Trung online của tiếng Trung.vn. Chúng tôi có dạy đầy đủ từ Hán 1, Hán ngữ 1 cho đến Hán ngữ 4, 1500 chữ Hán, 100 chủ đề nói, rồi là các cái kết cấu ngữ pháp, cách viết chữ Hán làm sao, đầy đủ trong đó. Thì các bạn tìm mua chương trình nó rất là rẻ, 500.000, và bạn học hết cả Hán 1 cho đến Hán 4. Cách học, một số bạn hỏi cách học của chương trình online đấy là gì, thì các bạn sẽ xem clip của tôi, sau đó thì làm bài tập theo cái hướng dẫn của tôi trong clip đó. Sau đó các bạn viết lại bài khóa, viết từ mới, viết lại bài khóa, xong chụp ảnh up lên trên nhóm học tiếng online để tôi chấm điểm và chữa lỗi sai. Thì còn phần đọc thì các bạn đọc bài khóa up lên, cũng up lên nhóm, và tôi cũng chữa cho các bạn các lỗi sai. Thế thôi, là đơn giản, từ từ các bạn sẽ giỏi lên. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công.